Thưa quý vị khán giả, sau chuỗi ngày mưa lũ thì người dân miền Trung đang đứng trước nguy cơ bị nhiều loại dịch bệnh phát sinh, gây hại cho sức khỏe như là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh sốt rét, tả, thương hàn. Vâng, rõ ràng là sau lũ thì những cái căn bệnh mà anh Hoàng vừa gặp là những cái căn bệnh rất là thường gặp đối với người dân mà phải sinh sống ở những cái nơi nước bẩn, nước lũ kéo về. Tuy nhiên thì thời gian này người dân của miền Trung của chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một nỗi nguy hiểm khác từ trong tự nhiên, đó chính là rắn độc đấy ạ. Vâng, rất chính xác. Tập tính tự nhiên của loài rắn là sinh sản vào mùa mưa, nơi trú ẩn ưa thích là trong hang hoặc là khu vực cây cối um tùm rậm rạp. Rắn độc nhận ra bước chân người từ xa chục mét và lập tức chuyển sang trạng thái bị kích thích, nổi giận và quay sang tấn công con người ở cự ly đủ gần. Và những ngày qua khi mà bão lũ dồn dập cũng đã làm cho số người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn đã gia tăng lên rất là nhiều. Đây là loài rắn có nọc độc cực mạnh và khi mà bị rắn cắn thì nạn nhân sẽ thường có các hiện tượng như là rối loạn đông máu này, phù hề hoặc là hoại tử hay trụy tim mạch. Bão số 10 gây ngập lụt, rắn lục đuôi đỏ đã bò vào nhà và cắn bà Thị Lan, thôn An Ninh, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. Rất may, lực lượng cứu hộ của công an đã kịp thời đưa bà cấp cứu bệnh viện trong tình trạng vết cắn ở chân sưng và chảy máu nặng. Đó, tôi hốt hoảng quá. Nó cắn cái nó tê chân ta em tôi, cái tôi hốt hoảng quá mà tôi điện cho người thân. Thì lúc đó là kịp thời em tôi nó đã tê ta chê chân nó đã khác rồi. Hiện Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa, cũng là mùa rắn lục đuôi đỏ sinh sản, nên số trường hợp nhập viện vì loài rắn này cắn ngày càng nhiều. Nửa tháng qua, tại các bệnh viện, trung tâm y tế ở Quảng Ngãi có gần 100 trường hợp đang điều trị vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Phần lớn các trường hợp đều ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi có nhiều cây cối rậm rạp. Khi mà nước lên là nó phải chui đầu lên, nó phải bao vô trong nhà, nhà nào bị nước vô là nó bao vô. Hay là những cây xanh nhiều đó là hàng rầu đó là thường thường nó hay vô nhà bắt thường đó. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, mỗi tuần cũng có khoảng 3 đến 5 trường hợp bệnh nhi được điều trị nội trú vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Ở Quảng Ngãi thì dòng rắn lục đuôi đỏ hay xuất hiện vào mùa mưa lạnh và khi bị rắn này cắn thì chỉ có thể điều trị bằng huyết thanh. Ban đầu thì tốt nhất là cái garo phía tay này bị cắn rồi rửa vết thương bằng nước sạch, bằng chuyển đến cái cơ sở y tế gần nhất để người ta xử lý cho đúng cách, rồi người ta chuyển lên tuyến cao hơn để đi dùng cái huyết thanh phát độc rắn. Theo nghiên cứu, mức độ độc của rắn lục đuôi đỏ chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa. Đặc biệt khi mang bầu, rắn mẹ có nọc độc cao hơn bình thường. Trong nọc rắn có hơn 20 thành phần khác nhau. Hơn nữa, vết cắn của loài rắn này thường bị chảy máu nhiều và sưng rất nhanh. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho chị Ngọc Trâm cũng như là quý vị khán giả một cái món đặc sản nghe thì có vẻ rất là quen thuộc nhưng lại vô cùng đặc biệt đấy. Không biết là chị Ngọc Trâm thì có biết đến mật ong hay không? Dạ vâng, mật ong thì tôi nghĩ chắc chắn là một cái loại thực phẩm mà rất là quen thuộc với rất là nhiều gia đình rồi, và với những cái giọt vàng rất là sóng sánh này, ngọt ngào và lại thơm ngon nữa, và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe, thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều người ưa thích việc sử dụng mật ong hàng ngày, phải không nào? Và mật ong thì cũng có rất là nhiều loại, rất là đa dạng phong phú, từ mật ong rừng này, rồi là mật ong nguyên chất, mật ong nuôi tự nhiên cũng có, rồi là mật từ hoa vải, hoa nhãn, hoa keo hay là bạch đàn, rất là nhiều loại đúng không ạ? Và mỗi một loại thì lại đều có những cái đặc điểm riêng. Thế nhưng mà tôi nghĩ là loại nào cũng sẽ đều tốt cả. Vâng, vừa rồi thì thấy chị Ngọc Trâm nhắc đến tên rất là nhiều cái loại mật ong quý hiếm, nhưng còn có một loại rất là đặc biệt mà chưa thấy chị Ngọc Trâm nhắc tới. Vâng, đó chính là mật của ong đá, hay còn gọi là ong mật Hima Lạp Sơn. Ong đá, thật ra thì tôi cũng chưa được nghe đến loại mật ong này bao giờ, nhưng mà để mà căn cứ theo tên thì liệu rằng là không biết có phải là ong làm tổ ở trên đá hay không? Vâng, rất chính xác, đó là mật được làm ra từ ong làm tổ trên đá, nhưng không phải là đá thông thường mà là những vách núi đá treo leo. Kích thước của bánh tổ có thể to gần bằng chiếc chiếu luôn đấy ạ. Ôi, to như vậy cơ ạ. Nhưng mà với kích cỡ như vậy mà lại còn là trên những cái vách đá rất là treo leo, thì tôi nghĩ là cái việc mà để chúng ta có thể thu hái được những chiếc tổ ong này thì chắc chắn cũng sẽ rất là vất vả, phải không ạ? Vâng, rất là chính xác. Và sự đặc biệt của ong đá từ cách làm tổ đến khai thác đã tạo nên một đặc sản riêng có. Mời quý vị cùng tới với Na Hang Tuyên Quang để tìm hiểu về đặc sản này ngay sau đây. Những vách đá treo leo có độ cao gần 1.000 mét so với mặt nước biển được ong đá chọn là nơi làm tổ. Do kích thước tổ lớn nên lượng dự trữ mật cũng rất nhiều, thường từ 40 tới 60 kg mật trên một bánh tổ. Để lấy mật ong đá không dễ dàng. Một đội đi săn mật ong phải chuẩn bị tới 2 năm liền. Quần áo mưa, mũ đội đầu,
màn tuyên, bạt ni lông và thùng nhựa đựng mật là những dụng cụ được mang theo cho hành trình lấy mật ong. Khai thác là từ tháng 4 đến tháng 5 là khai thác có mật luôn. Từng năm là nó cũng có nhiều, có năm có ít. Những chiếc thang tre dài gần 60 mét là phương tiện để thợ săn ong tiếp cận bánh tổ. Để giữ lại nơi trú ngụ cho đàn ong, thay vì cắt cả bánh tổ, các thợ săn ong sẽ lấy cây sào dài và chọc vào tổ như thế này. Sau một vài giờ đồng hồ miệt mài, công việc lấy mật cũng đã hoàn thành. Cái mật này thì không biết là cái hương vị của nó ra sao? Vâng, cái mật ong ở rừng ở núi đá này, cái hương vị của nó là nó sẽ là rất là thơm và uống nó rất là ngọt và thơm. Đây là cái mật ong mà mình vừa đi lấy về. Mình còn có một công đoạn là sẽ lọc nữa. Anh có thể nếm thử một tí được. Mình có thể thử xem mùi vị, hương vị của mật ong núi đá ra sao nhé. Vâng. Rất là sánh và ngọt, ngọt đậm luôn. Vâng. Thơm, mùi rất là thơm. So với mật ong thường thì mật ong đá có vị nhạt hơn nhưng lại thanh mát và sánh đặc hơn. Ngoài ra, mật ong đá rất thơm và có thể bảo quản được lâu trong điều kiện tự nhiên. Hiện mật ong đá được bán với giá khoảng 500.000 đồng một lít. Khi nào khách túi này?